1, 2, 3. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hoặc là dạy các bạn. Dạy hay hướng dẫn nhỉ? Hướng dẫn đi. Hướng dẫn các bạn làm nào để làm chủ cái timeline nhé, gọi là cái dòng thời gian ở trong phần mềm Filmora 10. Tại sao mình muốn làm riêng một cái video như này ấy? Tại vì là thực ra cái timeline ấy nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà bạn edit video ấy, tất cả các thứ, mọi thứ bạn đều đặt ở trên timeline. Nhiều khi người ta cứ nói timeline, dòng thời gian thế này thế kia, các bạn đã hiểu. Nhất là những bạn nào mới làm ấy thì các bạn không hiểu, thì các bạn sẽ phân vân nó là cái gì. Thì đây, nếu như mà bạn nào xem cái video đầu tiên của mình về Filmora, tức là Filmora 9 hay Filmora 10, thì bao giờ mình cũng có một cái gọi là hướng dẫn chung về cái giao diện của phần mềm. Thì ở phần bên dưới này sẽ là cái timeline. Timeline là cái gì? Timeline nó tiếng Việt nó là dòng thời gian. Tại sao nó gọi dòng thời gian? Thì như các bạn nhìn này, nó là sẽ chạy theo từ trái qua phải này. Đó. Tức là khi bạn edit video ấy, thì bạn sẽ đặt video từ bên trái qua bên phải, đặt từ bên trái qua bên phải lần lượt các cái clip theo một cái câu chuyện, theo một cái thời gian nhất định, đúng không? Thì cái timeline này ấy, khi mà bạn đặt nhiều thứ vào trên timeline rồi ấy, thì nó sẽ rất là dài. Tùy độ dài của video nhé, video 10 phút, 20 phút, 1 tiếng hay là gì đấy thì nó sẽ timeline nó càng dài, tức là dòng thời gian nó càng dài. Ok, thì để mà có thể edit video hoặc là tức là để mà có thể edit video tốt hơn, chỉnh sửa video gọi là chuyên nghiệp hơn, pro hơn, thì các bạn sẽ phải làm chủ được cái dòng thời gian, tức là làm chủ được cái timeline của bạn bằng cách là, một là sắp xếp này, hai là hiểu các phím tắt này, ba nữa là hiểu được tất cả những cái tính năng ở trên cái timeline này. Bây giờ trong cái video này gọi là mẹo thì cũng được, nhưng mà gọi là hướng dẫn cũng được. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái mẹo thủ thuật hoặc là những cái mà mình hay làm với cái timeline ấy. Đầu tiên nhé, đầu tiên là khi mà bạn đưa video vào, đúng không? Đưa video, mình cứ hay nói là các bạn hãy kéo cái video xuống timeline. Tức là kéo xuống timeline, tức là kéo là từ đây này, kéo là từ cái phần trong media, rồi audio, rồi title, tất cả các cái thứ này ấy. Thì các bạn kéo xuống timeline là các bạn cầm đây này, tức là bạn kích chuột này, sau đấy bạn kéo, bạn thả xuống timeline. Thì khi mà bạn thả xuống timeline ấy, thì bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều track này, đúng không? Để mà tránh cái trường hợp mà các bạn mà bị thả và nó bị đè lên cái, ví dụ nhé. Mình ví dụ, tức là ví dụ bạn muốn thả cái ảnh này, đúng không? Ví dụ cái video này, video này nó có cái ảnh, tức là cái ảnh của mình và cái tiêu đề. Mình làm cái ảnh kiểu dạng phân này. Thì khi mà mình muốn kéo cái ảnh này mà mình không muốn nó chèn, ví dụ bên mình xóa cái ảnh này đi chẳng hạn, đúng không? Bây giờ mình có cái ảnh, đây ảnh ở trong phần này, trong phần ảnh này. Trong phần ảnh này mình kéo nó xuống timeline chẳng hạn, mà mình mới thỉnh thoảng ấy, mà mình nhỡ mà mình kéo thẳng nó vào đây này. Đó, kéo thẳng vào đây thì nó sẽ bị chèn vào cái phần mà clip ở bên dưới này. Thì việc thứ nhất ấy, là các bạn có thể tránh cái việc đấy. Mình nhấn Ctrl Z nhé. Có thể tránh việc đấy bằng cách là bạn có thể khóa cái track đấy lại. Đó, là công cụ khóa track là rất là quan trọng ở trên timeline, cực kỳ quan trọng luôn. Tức là mỗi một cái track này ấy, thì các bạn sẽ có hai nút là nút khóa hoặc là nút ẩn đi. Đấy, thì bạn có thể ẩn đi luôn thì bạn sẽ không nhìn thấy nữa, và khi mà bạn xuất ra nó không còn cái clip này ở cái kết quả cuối cùng nữa. Đấy, thì hai cái công cụ này thì rất là quan trọng ở trên timeline nhé, các bạn chú ý này. Một là khóa, hai là ẩn. Và cái việc mà bạn khóa nó lại ấy, thì bạn sẽ không di chuyển được, không làm gì được nữa, nó cũng rất là hữu dụng. Khi mà bạn edit xong phần nào rồi thì bạn có thể khóa cái clip đấy lại. Đó, nhớ là đấy là một cái thứ nhất. Về cái thứ hai, cái timeline này nó sẽ gồm có nhiều track nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, có rất là nhiều track. Bạn có thể add đến 100 track. Thì để mà thêm track thì các bạn kích vào đầu timeline này. Các bạn kích vào add video track hoặc add audio track. Đấy, thì là rất là dễ dàng, đúng không? Đấy, cái việc đấy là add thêm track. Ngoài ra ấy, là cái timeline của bạn ấy, khi mà nó ngắn ấy, thì không sao. Thì nó ngắn thì nó sẽ ở trong cái màn hình của bạn. Nhưng mà khi mà nó dài như này, ví dụ nó dài như này, nó sang mãi đằng bên này rồi này, mãi bên này này, mà bạn sau khi bạn edit, tức là bạn sẽ edit lần lượt từ trái qua phải, đúng không? Nhưng mà khi mà bạn đã muốn, tức là muốn xem tất cả mọi thứ ở trên timeline, xem nó còn thiếu cái gì, thừa cái gì hay không ấy, thì các bạn có thể có nút này. Nút này gọi là nút zoom to fit the timeline nhé. Zoom to fit the timeline thì các bạn có thể nhấn phím tắt cũng được, hoặc là các bạn ấn phím này. Các bạn ấn phím này nó sẽ zoom này. Đấy, nó sẽ zoom lại, tức là nó sẽ kiểu fit vào trong cái màn hình của bạn. Đấy, hoặc bạn nhấn phím tắt của nó là Shift Z.
phím shift và phím z các bạn ấn giữ đồng thời nó cũng rất là tiện. Nên mình thường thì mình sẽ sử dụng phím tắt là shift z. Thế ngoài ra ấy, còn có cái phím đây nữa, phím zoom, zoom bé zoom to của cái timeline. Nếu mà bạn muốn zoom bé nữa này đấy, các bạn cứ ấn phím này, hoặc là bạn zoom to ra thì bạn nhấn phím này, tức là zoom dài ra ấy. Zoom dài ra bạn nhấn phím này. Đó, thì bạn cũng có phím tắt của cái này luôn, là bạn nhấn Ctrl dấu trừ. Ctrl dấu trừ thì sẽ là zoom bé lại, còn Ctrl dấu cộng là sẽ zoom to ra. Đó, Ctrl trừ, Ctrl cộng. Đúng không? Đấy, ba cái này là cái mà mình rất là hay thường dùng này. Cái phím này này, view mọi thứ trên timeline này cũng rất hay dùng này. À, ngoài ra ấy, thì để mà có zoom dài cái timeline ra ấy, thì bạn còn một cái cách nữa là bạn có thể dùng con chuột của bạn nhé. Con chuột này. À, bạn kích vào cái trên cái thanh này, trên cái thanh màu đỏ này. À, bạn kích cho bạn giữ, thế bắt đầu bạn kéo. À, bạn kéo, cứ kéo về bên phải là bạn sẽ giãn. À, bạn bao giờ bạn giãn kịch ra. Nhưng mà khi mà bạn giãn kịch ra thì bạn chú ý là ở trên timeline này nó có các cái nút đánh dấu này, 1 2 3 4 này. Thì mỗi cái này gọi là một frame, tức là một khung hình, bởi vì bản chất cái video của bạn nó sẽ được tạo lại được tạo từ nhiều khung hình khác nhau, được nhiều khung hình ghép lại. Bạn có thể di chuyển cái kim thời gian, cái này gọi là kim thời gian hoặc tiếng Anh gọi là playhead. Bạn di chuyển bằng con chuột của bạn này, di chuyển trên timeline bằng chuột, hoặc bạn có thể nhấn phím trái phải. Đây, ví dụ mình nhấn sang phải, nó sẽ di chuyển sang phải từng khung hình một, tức là từng frame một nhé. À, cái di chuyển từng frame ấy ở đây nữa này. À, nút này cũng là di chuyển này, di chuyển trái này, lùi lại một frame này, tiến tới một frame. À, nó rất là quan trọng, bởi vì là khi mà bạn edit video thì bạn phải kiểm tra từng khung hình một để nó không có bị lỗi hoặc là không bị thừa lại một cái gì đấy mà khán giả và người xem của bạn có thể nhìn đấy. À, đấy là những bạn cẩn thận. Đó là các cái công cụ mà zoom này, view mọi thứ trên timeline này đó. À, rất là quan trọng ở timeline. Ngoài ra ấy, đấy là về chiều dọc nhé. Chiều dọc là theo dòng thời gian như thế. Thế còn chiều ngang này, khi mà bạn đã để nhiều lớp ở trên timeline ấy, ví dụ ở đây thì mình cũng để là hết sức là nó gọi là ít thôi. Tại vì mình nó là cái vlog mình làm lại, vlog đi Seoul nên mình cũng up ở kênh của mình rồi đấy. Ở đây mình chỉ có nhạc này, sound effect thì chỉ có một tí chỗ này thôi. Và ngoài ra có một clip chính này, sau đấy có cái ảnh này, ảnh mấy cái fun này, sau đến title này, sau đến ở trên cùng là một lớp hiệu ứng thôi. Nhưng mà nếu mà bạn nào làm nhiều nhé, bạn để nhiều lớp ấy, thì bạn có thể phải kiểu tăng cái chiều cao của cái timeline ấy. Để tăng cái chiều cao của timeline thì các bạn sẽ kích vào đây. À, bạn kích vào cái vạch này này, sau đấy bạn kéo lên trên đó, bạn kéo lên. Nhưng mà bạn kéo lên như này ấy, thì cái phần review nó sẽ rất là nhỏ. À, tuy nhiên là bạn sẽ có thể làm có cái chỗ ô làm việc timeline này nó rộng hơn đó. À, đấy là mấy cái rất là quan trọng nhé. Các bạn có thể kéo xuống. À, bạn kéo đây. À, ngoài ra khi mà bạn lăn chuột nhé, bạn lăn con chuột ấy, bạn lăn con chuột thì nó sẽ lăn lên này, cái thanh này này, đấy, thanh này nó sẽ cuộn lên cuộn xuống này, đó là phần dành cho lăn chuột. À, đến cái cuối cùng ở trên timeline mà mình muốn nhắc các bạn là cái phím tắt này, cái nút này, nút nó gọi là nút auto ripple off. Thực ra ấy, cái nút này nếu như bạn không biết dùng ấy, thì nó sẽ rất là phiền. Tại vì cái nút này nhiều khi nó làm cho clip của bạn nó chạy lung tung cả mà bạn không kéo được ra, rồi không tua nhanh, tua chậm các thứ được. À, tuy nhiên ấy, mình thường dùng cái nút này khi mà mình bắt đầu edit video và mình kéo tất cả các cái video xuống timeline. Sau đó mình sẽ bật cái này lên, bật cái auto ripple này lên. Thì cái auto ripple này thì nó sẽ cho phép bạn là gì, khi mà bạn cắt cái video này, ví dụ bạn cắt ở vị trí này nhé, sau bạn ấn delete thôi, tức là bạn muốn delete nó đi, thì tất cả mọi thứ ở bên phải nó sẽ dồn sang bên trái, thì nó gọi giống như là cái phím ripple delete ấy. Tuy nhiên là bạn chú ý là ở dưới này các bạn phải không có cái check gì cả, tức là khi mà mình mới đưa vào mình sẽ chỉ đưa tất cả, ví dụ mình xóa hết cái timeline này đi cho bạn nhé, mình ví dụ là mình chỉ đưa các cái, tức là chỉ đưa clip xuống thôi, tức là khi bắt đầu cắt thôi. Ví dụ cái này 1, 2, 3 cái này chẳng hạn. Ví dụ mình đưa ba cái này xuống, đúng không? Ba cái này mình bắt đầu, khi mà mình bắt đầu cắt nhé, mình sẽ giữ ở GoPro. Đây mình ví dụ mình bắt đầu cắt này thì mình sẽ cắt cái này đi này. Đó, bình thường ấy, nếu như mà mình không bật cái tính năng auto ripple này ấy, thì mình sẽ phải kích chuột phải và mình chọn ripple delete hoặc là mình nhấn shift down, tức là shift và delete thì nó mới dồn nó bên trái. À, tuy nhiên ấy, nếu mà mình bật cái tính năng này lên ấy, thì mình chỉ việc cắt và xong mình nhấn delete là nó sẽ dồn hết sang bên trái thôi. Thì cái này gọi là cắt, tức là cắt vỡ, cắt
tức là cắt ban đầu ấy, bao giờ cũng thế. Khi mà mình mà cắt ban đầu ấy, thì mình sẽ cắt hết đi, dùng cái này, bật cái này on off lên đó. Và cái mẹo cuối cùng mình nói trong video này nhé, xin lỗi các bạn vì cái tiếng ồn của môi trường với lại thỉnh thoảng có tin nhắn. Cái cuối cùng mình muốn nói với các bạn là cái tính năng mà bạn render, cái nút render này, cái nút render timeline này nhé, render review, cái này là rất quan trọng. Tuy nhiên là có nhiều cách dùng cái này nhé. Tức là khi mà các bạn edit video ấy, nếu như mà bạn có thời gian, tức là bạn có thể kéo tất cả các thứ này, kéo tất cả mọi thứ ở trong cái thư viện. Đây nó gồm có 173 cái clip. Sau đấy là bạn sẽ kéo tất cả xuống timeline, bạn đặt nó xuống timeline khi mà bạn vừa bắt đầu edit video ấy, để bạn có thể edit được mượt ấy, tức là để mượt mà rồi là không ấy, thì bạn có thể kéo nó xuống, tất cả nó xuống timeline. Sau đó là bạn render cái timeline đi. Đây. Dành cho các bạn mà máy tính cấu hình yếu nhất, còn là nếu mà các bạn máy tính cấu hình khỏe thì các bạn không cần thiết. Mình đôi khi mình edit 4K hoặc là 2K7 mình cũng làm cái mẹo này. Nó hơi bị lâu, chắc hơi bị lag. Hay bây giờ mình sẽ Ctrl Z, mình sẽ không kéo nó xuống, để mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo này thôi, chứ còn cũng chưa cần thiết phải thực hành ngay, bởi vì máy mình đang quay màn hình nó hơi bị giật. Ok, đây mình đã Ctrl Z rồi. Tức là ý của mình là gì? Tức là bạn kéo tất cả các thứ, tất cả các cái clip mà bạn có ấy, khi mà bạn vừa copy ra máy tính mà đưa vào Filmora, sau bạn kéo tất cả xuống timeline. Xuống timeline rồi ấy, thì bạn ấn nút này, ấn nút review này, render review này. Sau khi bạn nhấn nút render review này rồi ấy, thì tức là sau khi đã hoàn thành cái việc render nhé, mình sẽ cancel đi, thì tất cả nó sẽ timeline này ở trên này nó sẽ hiện thành màu xanh. Khi đó ấy, thì bạn có thể bắt đầu cắt ghép video. Tuy nhiên là khi mà bạn đặt rất là nhiều clip xuống timeline như vậy ấy, thì nó sẽ bị dài dằng dặc này, thì bạn rất là khó để edit, đúng không? Thì cái thao tác tiếp theo, bạn có thể delete đi, bạn có thể xóa hết nó đi, xóa nó hết ở trên timeline đi sau khi bạn đã render rồi nhé. Bởi vì bản chất là sau khi bạn đã render, nó đã tạo ra, tức là tạo ra một cái review file rồi, tức là một cái clip để review rồi, thì sau này, sau đó thì bạn có dùng cái clip đó thì nó đã render rồi, thì nó đã màu xanh hết rồi. Ví dụ như cái clip này chẳng hạn, lúc nãy mình đã render rồi, bởi vì clip này mình đã edit rồi nhé, mình vẫn giữ cái project setting, tức là mình lúc nãy mình đã render nó thành màu xanh rồi đấy. Thì trong khi mình đưa nó từ library này, từ media library này xuống timeline này, nó đã màu xanh rồi, thì nó sẽ play rất là mượt đó. Các bạn nhìn nó play rất là mượt, nó không bị giật nữa, tức là nó sẽ không bị màu đỏ như là lúc đầu bạn kéo xuống nữa đó. Thì những cái clip này thì thường thì nó sẽ trong quá trình mình sử dụng ấy, thì mình phát hiện ra thôi. Thì mình hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn có thể edit video được tốt hơn. Nếu như các bạn muốn sử dụng phần mềm Filmora thì các bạn có thể xuống dưới phần mô tả các bạn down. Nếu bạn muốn mua thì mình có thể hỗ trợ các bạn mua với mã giảm giá 20%, hoặc là các bạn có thể mua trực tiếp vẫn có mã giảm giá ở dưới mô tả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Goodbye.